Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 23 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, sau một vài năm ảm đạm thì Samsung đã tìm cách thổi sức sống mới vào dòng điện thoại thông minh tầm trung của họ. Không chỉ đổi thương hiệu và mở rộng, hãng này còn đưa các thiết kế cao cấp và các công nghệ tiên tiến khác nhau vào dòng sản phẩm này. Theo nguồn tin từ Galaxy Club thì Samsung mới được chứng nhận một thiết bị có số model là SM-A908N trên các mạng 5G tốc độ cao ở quê nhà Hàn Quốc. Mặc dù nguồn tin chưa thể khẳng định tên máy sẽ là Galaxy A90 hay không, nhưng sản phẩm này gần như chắc chắn đang được triển khai và có thể là chiếc điện thoại tầm trung hỗ trợ 5G đầu tiên trên thế giới. Đáng tiếc là các thông số kỹ thuật quan trọng của chiếc Galaxy A90 này vẫn còn khá hiếm hoi. Dự kiến sản phẩm chỉ có camera chính 32MP cùng camera phụ 8MP. Thông số này có nhiều nét tương đồng với camera của Galaxy A70, có thêm ống kính thứ 3 với độ phân giải là 5MP. Trong khi đó, thì Galaxy A80 lại đi kèm với thiết lập 3 camera. Hiện thì vẫn chưa rõ là Galaxy A90 có dùng ống kính TOF như Galaxy A80 hay không. Tất nhiên thì vẫn có khả năng chiếc smartphone này sẽ sở hữu bộ vi xử lý nhanh hơn Snapdragon 730, chip xử lý tiêu chuẩn tầm trung hiện nay. Các bạn mến, hai smartphone G8 ThinQ và G8S ThinQ vừa được LG ra mắt tại sự kiện MWC vào tháng 2 2019. Chỉ trong thời gian ngắn thì hãng đã hoàn thiện sản phẩm để sẵn sàng đưa đến tay người tiêu dùng. LG G8S ThinQ được trang bị màn hình tai thỏ OLED Full HD cộng 6,2 inch, chip Snapdragon 855 kết hợp với RAM 6GB, tùy chọn ROM là 64 hoặc 128 và chạy Android 9 Pie. Máy có pin là 3550 mAh, 3 camera phía sau, 12, 12 và 13MP. Còn mặt trước thì sẽ có 2 camera là 8MP và cả biến TOF. Với LG G8S ThinQ thì có các tùy chọn màu sắc như đỏ Camry, đen New Aurora và xanh New Moroccan, tích hợp với loa boombox của LG với DTS:X cho âm thanh tuyệt vời và Hi-Fi Quad DAC 32bit cho trải nghiệm tai nghe tốt hơn. Điện thoại có khả năng chống bụi và nước đạt tiêu chuẩn IP68, thậm chí đạt cả chứng nhận độ bền quân sự Mỹ. Bên cạnh cảm biến vân tay ở mặt sau thì G8S ThinQ còn được tích hợp luôn bảo mật khuôn mặt Face ID. Tuy nhiên thì điều đặc biệt thú vị trên model này là Hand ID. Biện pháp bảo mật mới này thì hoạt động bằng cách kết hợp với camera selfie RGB kết hợp với cảm biến TOF giúp xác nhận vân tay, mống mắt và khuôn mặt. Các bạn mến, mới đây thì những hình ảnh CID đầu tiên của gia đình iPhone 2019 đã lộ diện, cho thấy chúng sẽ có thiết kế camera vuông ở mặt sau, cùng với đó là hình ảnh Pixel 4 từ chính Google với phong cách tương tự. Tuy nhiên thì Pixel 4 dự kiến sẽ được công bố vào tháng 10, thế nên iPhone 2019 sẽ là chiếc smartphone cao cấp đầu tiên trong năm nay có camera sau vuông khi được ra mắt vào tháng 9. Sự thật là iPhone 2019 không phải là những chiếc điện thoại đầu tiên sử dụng cách thiết kế này. Người dùng có lẽ đã quen với Huawei Mate 20 Pro và Mate 20 đều đã sử dụng thiết kế camera vuông ở phía sau. Hiện thì các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải lý do tại sao cả Apple và Google cho rằng đây là một thiết kế đẹp. Thực tế là các camera trên điện thoại của hai hãng này đã được đặt gọn ở bên trái, cạnh trên cùng của mặt lưng. Việc di chuyển camera sẽ kéo theo nhiều chi tiết kỹ thuật khác. Vẫn có khả năng là thiết kế camera sau của iPhone 2019 sẽ giữ nguyên theo chiều dọc, bớt bành trướng. Thêm vào đó là concept camera sau vuông có vẻ không khả thi khi Apple sẽ phải bố trí lại toàn bộ phần mềm bên trong cho iPhone chỉ vì tính thẩm mỹ. Hiện tại là chúng ta sẽ vẫn phải chờ khoảng 3 tháng nữa mới được có câu trả lời chính xác nhất. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!